Các bạn thân mến, gần đây thì những ai quan tâm đến cái việc định cư tại Mỹ đang chia sẻ những cái thông tin về chính sách nhập cư và di trú mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và những chính sách mới này có những ảnh hưởng ra sao tới các diện định cư mà người Việt chúng ta đang rất là quan tâm? Thì mình cũng có tìm hiểu qua và được biết một vài vấn đề. Hôm nay mình xin chia sẻ ở đây cho các bạn được biết. Thứ nhất, đó là có một bản dự thảo của Bộ Tư pháp Mỹ về việc trục xuất những thường trú nhân là gánh nặng của xã hội Mỹ đó các bạn. Và bản dự thảo này đang được soạn thảo với cái nội dung là mở rộng thành phần những người có thể bị trục xuất với lý do là họ nhờ vào trợ cấp của xã hội, hay còn gọi là public charge. Vậy thì những ai được coi là gánh nặng xã hội các bạn? Những cái người bị xét là gánh nặng xã hội đó chính là những người lãnh các trợ cấp như là cash welfare hay còn gọi là tiền mặt, food stamp là cái thẻ để mua đồ ăn, housing, Medicaid là nhà cửa y tế. Và nếu như cái lý do mà họ xin trợ cấp đó họ đã có trước khi họ xin vào nước Mỹ thì họ sẽ bị xét duyệt hồ sơ và bị xem là gánh nặng xã hội. Ví dụ như họ có một căn bệnh nào đó rất là trầm trọng nhưng mà họ không có khai trong hồ sơ xin nhập cư, thì khi mà họ bị xét hồ sơ thì họ sẽ bị thu hồi cái tình trạng cư trú ở Mỹ và họ sẽ bị buộc trở về nơi nguyên quán, trở về quê hương của họ đó các bạn. Và cái dự thảo này cũng có liên quan tới cái người bảo lãnh. Bởi vì sao? Bởi vì khi người bảo lãnh đứng ra ký trên cái đơn I-864 là cái đơn trong bộ hồ sơ bảo trợ tài chính, khi mà họ bảo lãnh hôn phu, hôn thê, bảo lãnh vợ hoặc chồng, bảo lãnh cha mẹ, anh chị em gì đó, thì họ bắt buộc phải ký trên cái đơn này mới được xét duyệt hồ sơ. Và cái dự thảo này liên quan tới người bảo lãnh các bạn. Bởi vì khi người bảo lãnh đứng ra bảo lãnh cha mẹ, anh chị em, hôn phu, hôn thê hoặc vợ hoặc chồng gì đó thì bắt buộc người bảo lãnh sẽ phải ký trên một cái đơn, đó là đơn I-864 nằm trong cái bộ hồ sơ bảo trợ tài chính. Có cái bộ hồ sơ bảo trợ tài chính này thì cái người được bảo lãnh mới được xem xét phỏng vấn và mới được đến Mỹ. Và khi họ ký trên cái đơn này thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về nhu cầu tài chính cho những cái người mà họ bảo lãnh. Và nếu như cái người mà họ bảo trợ đó họ không có bồi hoàn lại những cái chi phí mà họ đã xin thì cái người bảo lãnh sẽ phải chịu trách nhiệm nữa đó các bạn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là người bảo lãnh sẽ phải chịu trách nhiệm bảo trợ tài chính cho cái người mà họ đứng ra bảo lãnh trong bao lâu? Ít nhất là 10 năm. Hay nói đúng hơn đó là 40 tín chỉ. Thì tín chỉ này được tính như thế nào? Tín chỉ này được tính là trong một khoảng thời gian 1 năm đi làm xuyên suốt thì cái người đó được tính là 4 tín chỉ. Vậy 40 tín chỉ thì tương đương với 10 năm đi làm. Vậy thì trước khi bảo lãnh ai đó thì cái người bảo lãnh nên cân nhắc về vấn đề tài chính của mình, cũng như là nên tư vấn, nên nói trước cho người được bảo lãnh về những cái luật, những cái điều liên quan mà người được bảo lãnh cần phải có và cần phải chịu trách nhiệm. Để vì sao? Bởi vì cái người bảo trợ, cái người đứng ra bảo lãnh đó, họ chỉ có thể giúp cho người được bảo lãnh trong một khoảng thời gian nào đó thôi, trong khả năng của họ, chứ họ không thể nào mà đứng ra bảo trợ nuôi cả cái người được bảo lãnh đó, cả gia đình của họ hoài hoài được. Bởi vì người được bảo lãnh còn có gia đình, còn có vợ con, họ cũng phải đi làm, họ cũng phải xoay sở cho cuộc sống riêng của họ nữa. Và đương nhiên bước đầu khi mới sang Mỹ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng người được bảo lãnh sang Mỹ rồi không nên cậy dựa vào các cái trợ cấp mà chính phủ trao cho họ. Bởi vì họ còn có khả năng đi làm, khi họ đến Mỹ thì họ nên đóng góp một chút công sức nào đó cho nước Mỹ, chứ đừng có cậy dựa vào xin xỏ điều này, xin xỏ điều kia, điều đó không nên. Không phải bởi vì điều luật này ban ra, bởi vì ở đâu cũng phải đi làm hết các bạn. Ở đâu cũng phải đi làm mới có tiền, mới có thu nhập, mới có thể trang trải cho cuộc sống của mình. Không phải ở Mỹ có sẵn tiền, ở Mỹ rất là giàu, không phải sang Mỹ tự nhiên giàu các bạn. Nhiều người nghĩ nước Mỹ là thiên đường, nhưng mà những cái từ ưu ái đó thì chỉ có một số người dành cho nước Mỹ thôi, chứ người ta ở đây người ta chưa có bao giờ tự phong nơi này là thiên đường hay là nơi kia là không phải là thiên đường. Còn thiên đường hay không phải là thiên đường thì
Đó là quan điểm cá nhân của từng người. Và đừng có mộng tưởng quá để rồi khi đến Mỹ các bạn thất vọng. À, nước Mỹ thì cũng đâu có gì quá đâu, nước Mỹ cũng đâu có giàu có gì đâu, tôi sang Mỹ cũng phải làm việc cực khổ. Ừ đúng rồi, bởi vì ở đâu bạn cũng phải làm mới có ăn, làm mới có tiền mua sắm, làm mới có nhà để ở. Kể cả dân bản địa Mỹ, người ta cũng phải làm lụng cực khổ, người ta mới có nhà, người ta mới có xe, người ta mới có những cái điều kiện vật chất, người ta mới có thể trang trải cho cuộc sống của người ta các bạn. Và nước Mỹ cũng có ưu, cũng có khuyết điểm, cũng có cái tốt, cũng có cái xấu, chứ không phải là tốt hết. Và cũng có những cái phi thường, cũng có những cái tầm thường. Nhưng mà ở nơi này thì nhất là các bạn trẻ có rất là nhiều cơ hội để mà tiến thân. Cho nên điều quan trọng đó là khi đến đây các bạn có chịu nắm lấy cái cơ hội đó hay không? Và bản thân cái người được bảo lãnh cũng nên chuẩn bị và suy nghĩ cho kỹ càng trước khi sang Mỹ. Bởi vì không phải ngồi nhà là có tiền chùa để xài đâu các bạn. Và những ai sắp định cư sang Mỹ thì nên chuẩn bị cái gì? Có lẽ điều này thì ai cũng biết. Thứ nhất đó là vốn tiếng Anh để làm gì? Rất rất quan trọng các bạn, để bạn có thể giao tiếp nè, để bạn có thể kiếm được việc làm hoặc là bạn có thể đi học lại. Bởi vì nếu mà bạn không hiểu được cái ngôn ngữ của đất nước này thì bạn làm sao có thể đi học, bạn làm sao có thể đi làm sao có thể giao tiếp với người khác. Cái thứ hai nữa đó là bạn cần phải học lái xe. Học lái xe bạn mới có thể tự mình đi làm, bạn mới có thể tự mình đi học. Bởi vì sang bên này ai cũng bận rộn hết, không có ai mà có thời gian để mà đưa đón các bạn mỗi ngày. Và còn rất rất nhiều cái để mà học hỏi nữa. Nhưng mà hai cái điều trên là hai cái điều rất là quan trọng mà bạn có thể bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Có người nói rằng ngôn ngữ và chiếc xe là chìa khóa mở đầu cho cuộc sống mới nơi xứ người. Và ngày nào mà bạn còn chưa có hai thứ này thì bạn sẽ còn sống trong bế tắc. Tuy nhiên những cái tin tức này thì vẫn chưa có chính thức được xác nhận các bạn. Nghĩa là cái bản dự thảo này vẫn chưa có được thông qua và vẫn chưa có trở thành luật. Và đây chỉ là một cái bản dự thảo mà thôi. Những cái tin tức này mình cũng chỉ biết tới đó thôi. Vẫn chưa biết khi nào thì cái bản dự thảo này chính thức có hiệu lực các bạn. Và mình cũng đang tiếp tục theo dõi thông tin. Thì nếu như có những cái thông tin gì mới thì mình cũng sẽ cho các bạn biết. Điều thứ hai nữa đó là cái kế hoạch di trú mới của Tổng thống Trump. Đó là vào ngày 16 tháng 5 thì tại Vườn Hồng của Nhà Trắng thì Tổng thống Mỹ đã trình bày một cái kế hoạch nhập cư mới. Và chính sách này có lợi cho những cái người có kỹ năng, có học vấn, có những cái đóng góp đặc biệt. Ví dụ như phải biết tiếng Anh, có bằng đại học và có được hoặc là được những công ty ở Mỹ mời làm việc. Và những cái người nộp đơn sang Mỹ thì sẽ được xét tính điểm kèm theo những cái giấy tờ chứng minh cho số điểm mà được xem xét đó, cũng như là các cái lệ phí nộp cho cái bộ hồ sơ. Và điều đặc biệt hơn đó là cái việc thay đổi chính sách nhập cư mới của Mỹ thì sẽ dựa vào thang điểm, thay vì trước đây chỉ dựa vào mối quan hệ gia đình. Và Tổng thống Mỹ cũng cho biết là năm 2019 thì hệ thống tính điểm này sẽ được ưu tiên bao gồm những người có kỹ năng tiếng Anh tốt, có thể lo cho gia đình về mặt tài chính hoặc là chứng minh được khả năng đóng góp vào nền kinh tế của nước Mỹ. Và số điểm này sẽ được dựa vào các hạng mục với tối đa là 30 điểm. Ví dụ như trình độ học vấn, có bằng tiến sĩ thì sẽ được 13 điểm. Có bằng tốt nghiệp trung học ở Mỹ hoặc nước ngoài thì sẽ được 1 điểm. Và về độ tuổi thì sẽ không tính điểm đối với những người trên 50 tuổi nha các bạn. Và đạt từ 2 điểm tới 10 điểm đối với những người trẻ hơn. Về trình độ tiếng Anh thì sẽ dựa trên bài kiểm tra và mức lương được đề xuất thì sẽ được nhận trọn là 13 điểm nếu như họ đạt được cái mức lương gấp 300% tại nơi làm việc ở tương lai so với mức lương trung bình ở tại khu vực trước đây. Và cái mức lương càng cao thì đương nhiên là cái số điểm sẽ càng cao. Và về khả năng đầu tư thì bạn sẽ được 12 điểm nếu như bạn có một khoản đầu tư là 1,8 triệu đô la giao dịch kinh doanh tại đất Mỹ. Và nếu như bạn có huy chương Olympic thì được 15 điểm. Và nếu được giải Nobel thì được cộng thêm 25 điểm. Và cũng theo cái chính sách nhập cư mới của Mỹ này thì sẽ đánh giá cái việc di trú Mỹ dựa trên hệ thống và dựa theo dự luật mới của năm 2019. Dự luật này sẽ xóa bỏ việc bảo lãnh anh chị em, tức là
di trú Mỹ diện F4 hoặc là cha mẹ. Thay vào đó thì chỉ có bảo lãnh vợ con và con cái chưa đủ 18 tuổi. Khi mà nghe cái tin tức này thì tất cả những cái người đang ở trong cái diện nộp hồ sơ bảo lãnh theo diện anh chị em hoặc là bảo lãnh cha mẹ rất là hoang mang. Họ nghĩ rằng sắp tới anh chị em hoặc là cha mẹ sẽ không được bảo lãnh sang Mỹ nữa. Thật ra thì như mình nói khi nãy là đây chỉ mới là một bản dự thảo luật thôi, chứ chưa có thành luật chính thức. Cho nên từ bây giờ đến khi mà luật chính thức được thông qua thì chắc là còn lâu lắm các bạn, chắc là còn nhiều thời gian lắm. Cho nên những ai đang ở trong cái diện mở hồ sơ bảo lãnh này hoặc là sắp mở hồ sơ thì cứ yên tâm, cứ nộp đơn như bình thường, không có gì phải lo lắng hết. Đó là những cái điều mà mình tìm hiểu được trong cái luật di trú mới năm 2019 mình muốn chia sẻ đến các bạn. Và mình xin nhắc lại một lần nữa là cái bản dự thảo này vẫn chưa có hiệu lực, và nếu như có hiệu lực thì có thể tiến trình để những cái dự thảo này thành luật sẽ còn rất là dài. Cho nên các bạn yên tâm và đừng có nghe ai nói là bây giờ chấm dứt hết rồi, chấm dứt không có cho bảo lãnh anh chị em, không cho bảo lãnh cha mẹ nữa thì đừng có tin. Và một cái điều quan trọng nữa đó là không phải đợi cho tới khi cái bản dự thảo này thành luật mình mới chuẩn bị, mà tất cả mọi người hãy nghiêm túc với cái việc định cư của mình để mình không có trở thành gánh nặng xã hội, không có thành gánh nặng cho cái người bảo lãnh của mình, hoặc là lợi dụng chính sách nhập cư ưu đãi cho những cái người mới đến để mà trục lợi, thì như vậy không có được. Mình xin dừng buổi chia sẻ ở đây nha các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình xin cảm ơn các bạn thật nhiều và chào tạm biệt.